hồi nãy mình có C3 H mấy, giảm đi nhân 2 cộng 2 8, với lại C4 H mấy nhân 2 cộng 2 10, cộng oxy, cộng oxy, chọn mũi tên, chọn mũi tên, CO2 cộng H2O, CO2 cộng H2O cân bằng 3 4 đây 10 đây là 5, hiểu, lấy 10 chia 2 đó, tiếp, đây 4 nè, đây 5 nè, tiếp 10 mấy? 13, có 13, 18 đâu 4 x 2 mà 4 x 2 là 8, 8 cộng 5 ra 13, 13 phần 2 được chưa? Ok chưa? Này biết số mol chưa? Chưa, cô bạn đặt là chữ x đúng không? X, y, bắn, bắn tới chỗ nào cần thôi, đề bài cho số mol của gì? Oxy đúng không? Đây là 3x nè, đại nhiêu? 4y nè, được chưa? Khối lượng này có chưa? Số mol này có chưa? Rồi, bấm cho lợn M lớn của này coi, bấm M lớn của này coi, bấm theo kiểu công thức là 14N cộng 2 nha. N của mình là số mấy? Số 3. Theo đề bài ta có 44 nhân x cộng ở dưới 58 nhiêu? 58 y bằng đề bài cho nãy nhiêu? 10 phút mấy? 10 phút 2 nè. Số mol của CO2 bao nhiêu? Là 3x nè cộng 4y nè bằng nhiêu? 0,7 nè. Rồi bấm hệ đi. Không mấy một. Có số mol chưa? Có số mol chưa? Tính được em mà nhỏ của từng thằng không? Bằng n nhân m lớn, hiểu. Số mol của khối lượng của thằng nhỏ không? Bằng n nhân m lớn, hiểu. Đó đây ổn chưa? Từ đây rồi tính phần trăm khối lượng của C3H6 bằng m C3H6 phần m hỗn hỗn hợp nhân 100%. M hỗn hợp là bao nhiêu đây? Đúng rồi, còn ở đâu nữa? Thay vì không cộng, lười cộng quá, đúng rồi đây nè. Thấy chưa? Nhân 100% rồi ra được chưa? Còn cái phần trăm MC4H10 á, một là làm phép trừ, lấy 100% trừ cho cái này. Hai là tính theo công thức này nữa. Tính nào là quyền của mình. Hiểu không?